Em tiếp tục phục vụ các bác phụ kiện âm thanh đây. Cái lô này em vừa giới thiệu cho bác rồi. Báo cáo các bác ở đây là những thiết bị phụ kiện dây âm thanh không thể thiếu cho những bộ nghe nhạc cho các bác được. Báo cáo vậy. Nên vì vậy là họ đã sản xuất cho những cái thiết bị để hỗ trợ cho những bộ dàn, bộ âm thanh. Và đây nó rất là quan trọng các bác nhé. Cực kỳ quan trọng đấy. Chứ không không phải nói đơn giản đâu. Dùng vào là cái nó khác luôn. Chứ không phải. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác. Clip vừa hết rồi. Bây giờ mời các bác sang clip tiếp theo. Bởi vì lẽ các bác cứ xem từ từ, em cũng phải giới thiệu cho các bác từ từ để dần dần các bác nắm từng thứ từng món, chứ không ào ào được. Ào ào người người mua xem không hiểu rõ. Đối với dòng dây này là dây not dot, not dot đây là dây AV, dây cấp tín hiệu từ đầu CD xuống âm ly, hoặc là một số thiết bị vang xuống âm ly, hoặc là equalizer xuống âm ly chẳng hạn. Dây này rất quan trọng. Thương hiệu not dot thì quá nổi tiếng rồi. Not dot rất là nổi tiếng. Đây, thương hiệu nó đó rất là nổi tiếng luôn. Nè, coi nè. Cực kỳ nổi tiếng. Không thể chê được cái hãng này, thương hiệu nó đó của Mỹ. Trên kênh em đã giới thiệu con này rồi. Mức giá 3 triệu 6, 3 triệu 6. Nhưng mà hôm qua em có livestream em giới thiệu cho bác rồi là bớt cho các bác còn mức giá là 2 triệu 9, được chưa ạ? 2 triệu 9 một bộ này. 3 triệu 6 còn 2 triệu 9 là các bác đã đỡ được 700 700.000 rồi. Đấy, còn bộ này nữa bác nào lấy thì hai bộ liên hệ với em nhanh. Em đã dán giá 2 triệu 9 đây rồi, 3 triệu 6 2 triệu 9 rồi. Được chưa? Tiếp theo sang với lại cái đơn thứ hai, đó là dây AV, dây AV của Brick Brick Brick, em đọc nói chung là không bằng đọc tiếng Anh. Tất cả những đầu dây này đều được mạ vào nhé, không nhé. Và khi các bác lắp, bác dùng, bác lắp thì phải bác vặn này, bác vặn nó thụt vào để nó xòe cái miệng hoa này ra, bác cắm vào xong bác vặn ngược lại, nó ôm rất là chắc chắn và không bao giờ bị chập chờn tín hiệu. Dây này là được bọc một lớp nỉ, dây này là có đồng bọc với bạc đi cho chất âm bass rất là dày và tép tươi sáng. Chất lượng dây thì khỏi phải chê các bác ạ. Mức giá cũ của nó 700, thì em đã báo hôm qua trên kênh cho bác rồi, là còn 500.000, 500k nhé, 500k bộ dây này. Bác nhớ hộ em nhé, Paris nhé. Em không đọc được đâu, đọc tiếng Anh nó khó đấy, Paris được chưa? Tiếp theo nữa là dây Apex APC, Apex APC, dây này cực kỳ chất này. Dây này thì báo cáo các bác là dây này em bán rất là nhiều rồi, quá nhiều trên kênh nhỉ. Dây này cho chất âm hay lắm, em dùng mà em có quay trên bác đấy, mọi vàng hết. Dây này em dùng Apex này, trên kênh là đã để giá 800 cho bác nhưng giảm còn 600. Cái này em quay clip hôm qua rồi nên giá cũ em để nguyên nhé, em báo rồi nên chỉ báo lại cho nhanh thôi, có clip riêng rồi. Còn cũng như dây này, dây này cũng có clip rồi nhé. Đó là dây này, dây ODE đây này, là QDE. QDE còn cái đầu chữ này, tiếng Anh của nó trên này này, em không đọc được đâu, chữ tiếng Anh đọc nó rất là khó. Con này có chiều mũi tên nhé, các bác về cắm cắm âm ly, cắm dây tín hiệu theo chiều mũi tên nhé, cấp tín hiệu theo chiều mũi tên. Ví dụ cái chiều mũi tên chạy như này, cái điểm cuối này là phải điểm của đầu âm ly nhé, điểm đầu này là đầu CD đấy. Dây là ODE 700.000, rất là đẹp. Đây ODE đây, đây 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 đây, và các bác dây này mà các bác còn trên thì em bó tay nhé. Dây này giá trị nó hơn triệu rồi, 700 chưa, bác chê nữa em chịu. Còn những chữ này em đọc đấy. Còn đối với đây, đây là dây 3 m, dây AV 3 m, dùng cho các bác nối dài các thiết bị đặt từ xa, nó xa quá 3 m để tránh bị kéo. Dây này chất lượng dây em vừa giới thiệu đây, em đã tước được bác rồi, chất lượng dây em Tuấn đã tước rồi, quá tuyệt vời luôn nhé. Dây đồng rất là chắc chắn luôn, đôi 4 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sợi đồng, 7 sợi đồng. Có bọc chống nhiễu luôn, có một lớp bọc bạc ngoài bọc chống nhiễu hết. Các bác thông cảm, em vừa cắt mất, nó có bớ bạc chống nhiễu. Con này 3 mét, 150 một bộ này, 150 một bộ. Nói bác liên hệ với em, 150 một bộ, được chưa? Cho nó nhanh. Tiếp theo đây, đây là dây Litton, Litton. Dây lít tông, dây này là dây của USA. Dây này là dây quang để các bác cắm từ trên tivi xuống chiếc những chiếc đầu giải mã. Được chưa? Đấy.
Con này dài 1,5 m. Con này dài 1,5 m, 1,5 m. Đối với dòng dây này, các bác cứ thử luôn hộ em ạ. Các bác thử luôn những cái dây dây quang ấy, những cái dây đều đều của bác mua ở nhà hoặc người ta cho ấy, cho tặng các bác biết ngay. Các bác chỉ cần bác bật đây, bác bật này, tín hiệu này. Khi các bác thử nhé. Bác chỉ cần bật đèn flash thôi. Mặc dù cái đèn flash này là điện thoại đời thấp nhưng mà em bật cho bác nhìn này. Khi bác soi cái đầu này vào đèn flash thì đầu kia nó sáng trắng luôn. Bác nhìn nhé, nhìn em soi nhé. Em đưa đầu. Bác nhìn chưa? Bác nhìn hộ em nhá. Bác nhìn thấy chưa? Đây bác đây. Bác nhìn cái đầu trên này nhé. Đầu này nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Em Tuấn bỏ ra này. Tuấn soi vào này. Bỏ ra nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Em soi vào này. Nó nhìn thấy chưa? Bỏ ra này. Thấy chưa? Đấy. Đấy, bỏ ra này. Các bác thấy chưa? Chất nó phải như thế. Dây này trên kênh em Tuấn đang báo cho các bác đúng không ạ? 400 nghìn đúng chưa ạ? 400 hay 480 nghìn nhỉ? Em nhớ là trên kênh này. Có giá trên đấy rồi mà ngày trước các bác gọi nhau hết liên tục đấy. Đây đây là dây quang 1,5 m Litton USA. Dây này bây giờ để cho các bác nhé, 350k, bớt cho các bác 50 nghìn thôi các ạ. Tiền nào của đấy, đừng có ham rẻ. Các bác mua 50 nghìn hay 30 nghìn dây quang cũng có, nhưng tiền nào của đấy, em Tuấn chỉ nói thế thôi. Bởi vì cái dây chất lượng không tốt thì nó đưa xuống đầu giải mã nó suy, nó kém, được chưa? 350k em dán vào đây cho các bác luôn cho nó dễ nhớ hộ em nhé. 350 đấy, không phải phải dán vào đây để ghi để nhớ đấy, không nhiều quá quên đấy. Ok chưa các bác? Dây quang dài 1,5 m USA đấy, nó cứ phải lần lượt từng thứ các ạ. Đây sang đến đây nữa, dây này được chưa ạ? Dây này nó bọc quá tuyệt vời luôn, mà đầu này họa vàng hết. Dây này các bác nhìn thấy trên kênh em Tuấn đã giới thiệu đấy, 400.000 bộ này đúng không ạ? 400.000 bộ này trên kênh. Các nhìn thấy chưa? Đấy. Nhìn thấy chưa? Dây này là dây master. Các nhìn master chưa? Dây master. Dây này có cho các bác kéo co cũng không đứt. Nó là bảo vệ quá là tốt luôn. 400.000 ở trên kênh, để cho các bác 300.000 nhé. Cũng không có nhiều đâu bác. Bác nào lấy nhiều thì chịu, còn thì có nghĩa là bác nào đặt, bác nào gọi sau không lấy được nữa thì thông cảm nhé. Không còn nhiều, để cho bác 300.000 bộ dây AV này, 300.000. Ok chưa? Em Tuấn là cứ thích thế đấy. Có nó hai bộ đây, 300.000 em dán vào đây luôn nhé. Em ghi vào cái túi này cho dễ nhớ. 300. Đấy. Đây còn dây keng pin, cái dây dây này em đã báo rồi đây. Đây kim beng đây, dây kim beng đây, lọ cõi đồng này, cả đồng cả bạc quấn quyện với nhau, được chưa? Dây kim beng này ở trên kênh đã giới thiệu cho các bác rồi. Trên kênh đây giá cũ đâu nhỉ, đây giá cũ bên trong nhé, nằm bên trong 600.000, nhưng để cho các bác là 450.000 một bộ, được chưa? Đã có trên kênh rồi chứ không phải giới thiệu nhiều. Đấy, kim beng con này hay lắm. Tiếp tục nữa là ở đây dây loa quân sự. Dây loa quân sự nhìn thì các bác nhìn thì không thấy nó đẹp mắt lắm, nhưng đây là nó được lấy từ những dây của quân sự đấy. Dây loa quân sự chưa, đây quân sự được tiết dù. Dây loa quân sự này, dây này ở trên kênh đã giới thiệu cho các bác từ năm ngoái năm kia đến bây giờ rất là nhiều. Trên kênh là 1,8 triệu một bộ này các bác ạ, 1,8 triệu một bộ này chứ không ít đâu các bác ạ. Em Tuấn còn một bộ thôi, để cho bác 1,3 triệu. 1,3 triệu bộ này. Đây là dây dây loa, dây quân sự nhé. Để cho bác 1,3 triệu. Hết nước, được chưa ạ? 1,3 triệu. Đấy, em có thích thế 1,3 triệu em dán vào đây cho nhanh để nhớ, bởi vì không nó không có nhiều, đến lúc con lẫn hỏi đến thì không nhớ giá đấy. Các bác nhớ hộ em nhé. 1,3 triệu. Đấy, dây loa quân sự. Nhớ hộ em là dây loa quân sự. Tiếp tục đến với con dây này. Con này thì chất lắm, nhưng mà con này hình như hết rồi. Còn đúng một đôi này. Nhưng con này là
Cái này bị sứt luôn một răng thôi nhé. Sứt luôn một răng. Sứt cái răng này nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Trên kênh của nó đang là bao nhiêu? 700k. Được chưa? 700k. Con này bị sứt luôn một răng. Để cho các bác 300k con này. Còn nếu như mà em tìm mà còn nữa thì là giá của nó em để cho các bác 500k. Còn con sứt răng này để cho 300k này. Sứt răng 300k. Còn không bị sứt cái gì là nếu mà còn nữa thì 500k. Bớt cho 200. Được chưa? Con này riêng con này sứt răng này để cho 300k. Dây quá đỉnh đấy. Dây này đây đây. Đây em cho các bác nhìn đây. Đây bảo đỉnh ở đâu đây ạ. Nó dập nó đều chữ chìm hết ạ. Ô bách. Dây ô bách cái Germany đấy bác ạ. Dây ô bách Germany của Đức đấy ạ. Chứ không phải dây vớ vẩn. Thì bảo ông Tuấn đừng có báo bừa cái gì. Germany của Đức đấy bác nhá. Đấy. Được chưa ạ. Đấy em để cho các bác. Cái dây bị gãy răng này là 300.000. Còn không gãy răng nếu mà còn nữa là 500.000 các bác nhé. Cho em dán đúng ở chỗ gãy răng này. Cái gãy răng để còn nhớ. Đấy. 300. Nó gãy một răng nó chả ảnh hưởng cái gì. Được chưa? Thôi hẹn các bác vào clip sau vẫn còn nữa. Nó nhiều quá.